Xin chào các bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Ngọc Sơn. Website của tôi là hoangngocson.com. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn một trong những cái mô hình hiệu quả nhất trong cái giao dịch Forex. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu mô hình kế tiếp. Cái mô hình kế tiếp này, đây là cái mô hình đảo chiều, nó xuất hiện ở cuối chu kỳ giảm giá. Tên gọi của mô hình này gọi là mô hình engulfing tăng giá. Thì nó có đặc điểm như sau: trong một cái xu hướng giảm, xuất hiện một cái cây nến giảm số 1 và cái nến tăng số 2. Và cái cây nến tăng số 2 này có thân nến, kích thước cái thân nến nó áp đảo thân nến số 1. Thì như vậy, cái mô hình này nó tạo một cái lực đảo chiều rất là mạnh. Khi xuất hiện cái mô hình này, yếu tố xác nhận đã đầy đủ thì chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh mua vào ở cái nến kế tiếp. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi trên cái video. Chúng ta thấy rằng đây là trong một xu hướng giảm, giá đang giảm, rồi cái nến giảm số 1 và cái nến tăng số 2 đó. Các bạn thấy rằng cái nến tăng số 2, thân nến số 2 nó áp đảo thân nến số 1. Như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh mua vào ở cái nến kế tiếp này, ở chỗ tôi chỉ con trỏ chuột đi. Thì đó là một trong những cái dấu hiệu mà chúng ta thực hiện xác nhận xu hướng và vào lệnh, thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả rất cao. Với cái cách nhận dạng mô hình này thì bạn hãy mở cái đồ thị lên, trong cái phần mềm mà MT4 chẳng hạn, thì các bạn có thể là mở lại, quay trở về quá khứ và xem các cái mô hình đó, để nhận dạng cái mô hình này giúp cho chúng ta có một cái có thói quen hoặc là cái sự cảm nhận mạnh mẽ, để chúng ta khi xuất hiện mô hình thì chúng ta sẽ nhận diện một cách nhanh chóng. Và để có thể ôn những kiến thức tốt hơn thì bạn hãy vào trong cái website là dự báo giá vàng.com để các bạn download cái ứng dụng là Pro Gold Forex của tôi về, để các bạn có thể tiến hành trắc nghiệm những kiến thức của mình ở trên cái ứng dụng điện thoại hoặc là cái máy tính bảng tablet. Chúc các bạn thực hiện thành công, và cũng đừng quên chia sẻ cái video này cho những người bạn của bạn, những người thật sự quan tâm một cái cách kiếm tiền trên Forex. Xin chào và hẹn gặp ở các bạn cái bài học kế tiếp của tôi.